quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ukraine đã khiến thế giới phải bất ngờ khi tấn công vào khu vực Kursk của Nga trong tuần trước. Nhưng một nghị sĩ Nga nói rằng quân đội nước này đã biết về cuộc đột kích trên cách đây một tháng. Cấp trên đã ra lệnh không được hoảng sợ và những người ở trên còn biết rõ hơn. Andrei Guruliov, một thành viên của Duma Quốc gia Nga Hạ viện và là một thiếu tướng đã nghỉ hưu, nhận định với chuyên gia quân sự Sladivav Surilin trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình phát sóng vào ngày 8 tháng 8. Theo ông Guruliov, quân đội Nga đã thông báo về các kế hoạch của Ukraine đối với Kursk cách đây một tháng. Ông tiết lộ, giới lãnh đạo quân sự đã nhận được báo cáo tình báo, cảnh báo về cuộc tấn công sắp diễn ra của Ukraine. Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8, giữa bối cảnh quân đội nước này đối mặt với bước lùi trên chiến trường do Quốc hội Mỹ trì hoãn gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, mặc dù sau đó nó được thông qua. Ngày 12 tháng 8, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết họ đã chiếm được gần 1.000 km vuông lãnh thổ của Nga chỉ trong vòng một vài ngày. Quy mô khu vực này tương đương với số lãnh thổ Nga chiếm được của Ukraine trong năm nay. Ngày 13 tháng 8, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng cuộc đột kích kéo dài một tuần qua vào Kursk. Các đơn vị quân sự của Nga, trong đó có lực lượng dự bị mới, chiến đấu cơ, đội UAV và lực lượng pháo binh đã ngăn chặn các đoàn xe bọc thép di động của Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga gần các khu vực của Kursk, bao gồm Ovchi-Skolodets, Snagos, Kauchos, Alexeyevsky, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Hyohi Tichy đã nói tấn công xuyên biên giới được tiến hành nhằm bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ Kursk. Ông Tichy nói, Ukraine không quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ Kursk mà chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng của người dân. Ông cho biết Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công vào Kursk trong những tháng gần đây, sử dụng pháo, súng cối, UAV, 255 quả bom lượn và hơn 100 tên lửa. Giới quan sát cho rằng cuộc đột kích có lẽ cho thấy rõ nỗ lực của Ukraine nhằm giảm bớt sức ép trên tiền tuyến bằng cách kéo quân đội của Nga về bảo vệ Kursk và các khu vực biên giới. Tuy nhiên, sức ép ngày càng gia tăng ở Pokrovsk với các lực lượng của Kiev cho thấy Nga đã không dính bẫy này. Mục tiêu chính của cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tướng Nga Avdiy Alaudinov đã cho biết, theo ông, quân nhân Ukraine đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và hiện đang cố gắng đào hầm để tránh bị tiêu diệt. Quân đội Nga đã thu được tài liệu thú vị, bao gồm thông tin chi tiết về hoạt động mà phía Ukraine đang chuẩn bị ở khu vực biên giới. Trong chiến dịch ở khu vực Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11 tháng 8, tức là ngày thứ 6 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine đã tham gia vào cuộc chiến dịch này. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Avdiy Alaudinov đã cho biết, theo ông, AFU đã thất bại trong nhiệm vụ và mọi nguồn lực có khả năng chiến đấu đều bị đổ vào lửa. Hầu hết các thiết bị đã được gửi đến khu vực Kursk này đã bị phá hủy. Vị tướng này cho biết, quân đội Nga đang hoàn tất chiến dịch chặn lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Người Ukraine không còn vội vã tiến lên nữa mà bắt đầu đào hầm cố gắng tránh bị tiêu diệt. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở thị trấn Kuchatov. Thị trấn có 40.000 dân này, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 65 km. Nhà máy điện hạt nhân đang vận hành 2 trong số 4 tổ máy điện với tổng công suất là 2.000 MW. Nhà máy cũng cung cấp hơn 50% công suất lắp đặt của tất cả các nhà máy điện trong vùng đất đen. Các trận chiến ở khu vực biên giới của Kursk đã diễn ra từ sáng ngày 6 tháng 8 đến tối ngày 7 tháng 8. Tình trạng khẩn cấp ở cấp liên bang đã được ban bố trong khu vực. Trong thời gian này, 27 khu định cư trong khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Khoảng 2.000 người vẫn có thể ở lại các khu định cư đó. Quyền thống đốc Alexei Smirnov đã cho biết vào ngày 12 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 13 tháng 8, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk lên tới 2.030 người. AFU cũng đã mất hàng trăm đơn vị thiết bị, bao gồm 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân. Sau đó, Kiev tuyên bố rằng mục tiêu của hoạt động quân sự ở Kursk là củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi những nỗ lực tiến hành đàm phán hòa bình với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường là vô ích. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy lực lượng tên lửa của nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander để tấn công sân bay Mykolaiv nằm ở vùng Poltava của Ukraine. Sân bay Mykolaiv là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Hầu hết máy bay tham gia nhiệm vụ chiến đấu của Ukraine đều đồn trú tại sân bay này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của lực lượng tên lửa Nga vào sân bay Mykolaiv hôm 13 tháng 8 đã phá hủy ít nhất một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân này cũng bị hư hại nghiêm trọng. Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 cho biết hệ thống phòng không của nước này cũng đã bắn hạ 4 tên lửa và phá hủy 117 máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng trong đêm 13, rạng sáng 14 tháng 8. Ở một diễn biến khác, Anh đã tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vùng Kursk của Nga. Chính phủ Anh tái khẳng định vũ khí được London cung cấp cho Kiev chỉ nhằm mục đích giúp Ukraine phòng thủ. Theo tờ Telegraph, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Anh dỡ bỏ hạn chế việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow trong xung đột với Nga, lập trường của chính phủ Anh không thay đổi. London từ chối cấp phép cho Kiev sử dụng những tên lửa này để tấn công sâu hơn vào vùng cất của Nga. Ấn phẩm này lưu ý rằng, việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công Nga còn phụ thuộc vào quyết định của Pháp, vì tên lửa này là sản phẩm chung, được sản xuất bởi hai nước Anh và Pháp. Tờ Telegraph dẫn lời một đại diện văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, lập trường của Anh không thay đổi, chúng tôi cung cấp viện trợ quân sự để hỗ trợ quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Chúng tôi đã nói rõ rằng, thiết bị quân sự do Anh cung cấp là để bảo vệ Ukraine. Được biết, ngoài yêu cầu Anh cấp phép sử dụng tên lửa Storm Shadow, trước đó Ukraine cũng đã gửi yêu cầu tới Mỹ đề nghị Washington cho phép sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công vào vùng Kursk. Cho đến nay, Washington chưa đưa ra phản hồi chính thức. Binh lính Nga đã để lại lời nhắn xin lỗi tại một ngôi nhà ở ngôi làng vùng Kursk, RT đưa tin. Điều này được kể bởi một người phụ nữ có mẹ đã rời đến trung tâm thành phố Kursk để tránh bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn. Mọi thứ còn sót lại ở ngôi nhà nên chúng tôi đã quyết định lấy chúng. Người phụ nữ kể lại, tôi vào nhà và mở cửa, thảm đã được bọc, mọi thứ đều ngăn nắp, bọn con trai sợ dẫm lên thảm. Theo cô, quân đội đã để lại lời nhắn sau, xin lỗi, chúng tôi cần liên lạc. Người phụ nữ lưu ý rằng mọi thứ trong nhà vẫn ở nguyên vị trí của nó. Cô nói thêm rằng họ mong đợi sẽ có được kết nối vì mẹ cô có một bộ khuếch đại có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm phần lãnh thổ của quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk, như Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin. Quân đội đã dừng bước tiến của họ. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiến vào biên giới bang. Như Tổng thống Putin đã tuyên bố, chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác và đang tiến hành xả súng bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Một chế độ hoạt động khủng bố đã được áp dụng ở vùng Kursk, Belgorod và Bryansk. Vùng Kursk cũng có tình trạng khẩn cấp liên bang. Ủy ban điều tra đã mở ra các vụ án hình sự, đặc biệt là về các vụ tấn công khủng bố và giết người. Các nhà điều tra cũng đang xác định danh tính của quân đội Ukraine đã ra lệnh và thực thi mệnh lệnh tấn công các mục tiêu dân sự. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở vùng Nizhny Novgorod, Liên bang Nga ngày 14 tháng 8, nơi đặt căn cứ không quân Savaslyka. Căn cứ này là nơi tập kết của nhiều máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa Kinzhan. Theo kênh Telegram Astra, người dân địa phương đã phát hiện máy bay không người lái UAV bay ngang qua các khu định cư Veletma và Savaslyka vào sáng sớm. Căn cứ không quân Savaslyka nằm gần các khu định cư này, cách thị trấn Kulebaki khoảng 12 km về phía tây bắc. Truyền thông địa phương cho biết, có khoảng 10 cuộc không kích nhằm vào căn cứ Savaslyka. Lối vào thị trấn Kulebaki cũng đã bị chặn. Không quân Ukraine trước đó thường xuyên đưa tin về việc máy bay chiến đấu MiG-31K có thể mang tên lửa Kinzhan cất cánh từ căn cứ không quân Savaslyka để thực hiện các cuộc tấn công mục tiêu quân sự Ukraine. The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Nga đã rút một phần lực lượng khỏi Ukraine để đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào lãnh thổ nước này. Tờ báo Mỹ lưu ý, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiến dịch của Kiev ở vùng Kursk đang buộc Moscow phải tập hợp lại lực lượng. Giới chức Mỹ đang cố gắng đánh giá các tác động từ quyết định của Nga và không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ được rút khỏi Ukraine. Trước đó ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Laurinas Kasiusnas cho biết rằng cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk đã buộc Nga phải điều động lực lượng từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh. Gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva nói, chúng ta đang thấy Nga tái triển khai lực lượng đến Kursk. Tôi nói với người dân Litva, hãy nhìn cách người Ukraine đang chiến đấu. Nga đã phải rút quân ra khỏi Kaliningrad. Chúng tôi gọi đó là động thái phi quân sự hóa Kaliningrad. Và điều đó diễn ra nhờ lòng dũng cảm của các bạn, nhờ vào quyết định của các bạn. Hiện nay, quân đội Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Nga sẽ đưa một số lực lượng ở phía nam Ukraine về lãnh thổ của mình để đối phó với cuộc tấn công xuyên biên giới đang leo thang của các lực lượng Kiev, một quan chức Ukraine nói ngày 13 tháng 8. Nga đã huy động một số đơn vị của mình từ Zaporizhia và Kherson ở phía nam Ukraine. Dmytro Likhovyev, người phát ngôn quân đội Ukraine, đã nhận định với Politico. Điện Kremlin ban đầu tấn công các khu vực Zaporizhia và Kherson ở phía nam Ukraine trong những ngày đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022. Politico không thể xác nhận độc lập có bao nhiêu binh lính Nga đã được triển khai về dọc biên giới, mặc dù ông Likhovyev nói rằng đây là số lượng tương đối nhỏ. Quân đội Nga vẫn tiếp tục cuộc tấn công vào Pokrovsk và những khu vực khác ở Donetsk của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, khi nhắc đến tình hình hiện tại, một trong những điểm nóng nhất tiền tuyến, nơi Moscow đang chiếm được lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Likhovyev đã bình luận trên truyền hình Ukraine rằng Nga đang huy động các lực lượng tới những hướng khác, trong đó có Kursk. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Laurinas Asionas nói rằng quân đội Nga được phát hiện đã rời Kaliningrad theo một video được đăng tải trên Facebook của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong khi rút một số đơn vị về Kursk, các lực lượng của Nga vẫn chủ động tấn công và tiến hành các cuộc giao tranh khác dọc tiền tuyến ở Ukraine, trong đó có khu vực phía nam, nơi quân đội đã rút quân. Vị quan chức này nói thêm, Nga đã tập hợp được số lượng lớn binh lính, đặc biệt là ở khu vực Zaporizhia, nhưng số lượng các đơn vị họ đang tái triển khai tương đối nhỏ.